Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng MailChimp chúng ta đăng ký như thế nào. Đầu tiên là chúng ta nhấn vào mục đăng ký. Ở đây thì MailChimp nó chấp nhận cho chúng ta cả email tên miền và email cá nhân luôn. Các bạn sử dụng Gmail đăng ký vẫn được. Ở đây mình sử dụng Gmail. Đầu tiên thì các bạn đặt cái username. Chúng ta sử dụng cái username này. Chúng ta đặt tên và các bạn nhập cái mật khẩu mà chúng ta cần sử dụng để đăng ký. Đó. Sau đó thì chúng ta nhấn tiếp tục. Họ sẽ gửi về chúng ta một cái địa chỉ email để chúng ta xác minh. Các bạn truy cập vào lại Gmail thì chúng ta phải xác minh cái tài khoản của chúng ta. Đây có một cái mã captcha chúng ta phải xác minh. Sau khi xác minh xong thì chúng ta đăng nhập bằng user và mật khẩu mà chúng ta đăng ký. Chúng ta login vào trong MailChimp. Thì hiện tại MailChimp cung cấp cho chúng ta tài khoản miễn phí này. Các bạn thấy là đây phần tài khoản miễn phí và miễn phí đến 2.000 địa chỉ email. Và các bạn chọn vào mục tài khoản free. Sau đó chúng ta chọn complete. Tiếp theo thì chúng ta sẽ điền họ và tên của chúng ta. Ở đây mình sử dụng một số tên. Các bạn có thể điền file name hoặc là tên thật cũng được. Rồi chúng ta chọn tiếp tục. Mục này chúng ta điền cái địa chỉ brand name của chúng ta. Có thể là blogging hoặc là travel gì đó, cái lĩnh vực mà các bạn đang xây dựng. Rồi nó hỏi bạn có website không, nếu bạn có thì các bạn điền địa chỉ website vào. Đó, chúng ta chọn tiếp tục. Và chúng ta điền mục này, chúng ta điền cái địa chỉ. Cái này chúng ta có thể đổi sao cũng được. Trước tiên chúng ta điền một cái địa chỉ tạm thời. Đó, đây mình điền cái địa chỉ giả sử như thành phố Hồ Chí Minh đi chẳng hạn. Đó, thành phố Hồ Chí Minh. Đây thì có thể các bạn viết tiếng Việt có dấu cũng được. Và cái state là Hồ Chí Minh. Rồi cái zip code thì các bạn có thể điền địa chỉ zip code Hồ Chí Minh là 700.000. Đó. Sau đó chúng ta chọn tiếp tục. Rồi nó hỏi là bạn đã có một list email chưa. Cái này thì mình có thể là chọn mình không biết cái này nha. Rồi mình chọn tiếp tục. Rồi connect social media thì các bạn bỏ qua, các bạn tiếp tục. Cái này chúng ta có thể sửa sẻ đối với bên sau. Rồi chúng ta sẽ chọn cái này thì chúng ta sẽ chọn not right. Rồi chúng ta đăng ký xong rồi, chúng ta chọn Let's Go. Đây do đường link nó có vấn đề nên chúng ta sẽ truy cập lại. Mình truy cập lại mình truy cập lại bằng tài khoản của MailChimp. Sau đó thì mình đăng nhập bằng username này. Rồi mình copy địa chỉ username ở đây. Sau đó là mình sẽ nhập mật khẩu, địa chỉ mật khẩu mà mình sử dụng. Rồi mình đăng nhập vào trong MailChimp. Cái lúc này thì mình đã đăng ký thành công. Đó các bạn thấy. Các bạn có thể thấy đây là một cái giao diện quản trị của MailChimp. Thì trước tiên khi mà các bạn đăng nhập vào MailChimp, khi mà chúng ta đăng ký thành công rồi thì chúng ta sẽ vào phần profile này này. Chúng ta sẽ hoàn thành một số các thông tin mà chúng ta chưa cung cấp. Đầu tiên là các bạn có thể chỉnh sửa là username. Đó. Cái thứ hai là các bạn điền là tên họ, đồng văn, địa chỉ email, rồi website. Chúng ta điền địa chỉ website vào. Rồi nếu các bạn muốn đổi mật khẩu thì chúng ta đổi ở đây. Sau đó là chúng ta chọn update. Rồi tiếp theo để chúng ta làm gì tiếp theo, chúng ta vào mục campaign ở đây. Campaign là nơi mà tạo ra các cái chiến lược của email. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo một cái hộp thư, một cái hộp thư tự động. Machine thì nó cung cấp cho chúng ta cả tính năng automation luôn. Ở đây thì có cái dạng như này, các bạn thấy là automation dạng landing page, dạng mấy cái dạng RX campaign này, rồi social bot. Thì thông thường thì mình sử dụng cái automation. Automation tức là sao? Tức là khi mà giả sử như có một người nào đó người ta đăng ký cái thông tin trên
đăng ký nhận cái thông tin trên blog của bạn, chẳng hạn như là blog đây đúng không, họ vào và họ đăng ký nhận cái thông tin thì MailChimp này nó sẽ gửi cho họ một cái email xác nhận là họ đã đăng ký. Ở đây thì mình thấy mình truy cập lại này, cái này do mình đăng ký rồi nên nó không hiện ra pop up, vì mình đăng ký lại mình sử dụng cái ẩn danh nè. Rồi tức là khi mà các bạn, khi giả sử một người nào đó họ click vào website của bạn, vào blog của bạn thì sẽ xuất hiện ra một cái hộp thoại đăng ký nhận email, nhận email. Thì khi mà họ cung cấp vào cái địa chỉ email cho các bạn thì ngay lập tức MailChimp sẽ giúp bạn gửi một cái đó, khi mà cái hộp thoại nó hiện ra mà người ta nhập địa chỉ email vào đây á, thì MailChimp nó sẽ ngay lập tức gửi cho người đó một cái địa chỉ email để xác nhận là họ đã đăng ký nhận cái email này đó. Thì giờ mình làm demo này, mình sử dụng temporary email cho nhanh nhé. Mình sử dụng temporary email. Đầu tiên là mình sử dụng file name, file email, copy địa chỉ email này chẳng hạn. Để sử dụng file email thì các bạn vào trang emailfile.com rồi chúng ta tạo theo từng tên miền. Mình sẽ có một địa chỉ email domain. Để nó giảm thiểu thời gian mà chúng ta lại email thì chúng ta sử dụng cái địa chỉ email này. Rồi chúng ta sẽ đăng ký nhập địa chỉ, giả sử email ở đây thì các bạn nhập địa chỉ email các bạn vào đây, vào cái hộp đăng ký nhận email này. Sau đó các bạn nhấn vào nút đăng ký nhận bài viết thì đây thì nó tự động refer qua cái trang cảm ơn này. Trang này mình đã giới thiệu ở video trước. Thì ngay lập tức thì MailChimp này nó sẽ gửi về cho người mà sở hữu địa chỉ email đó một cái địa chỉ email xác nhận. Đó. Thì khi mà người, tại vì ở trong cái email mà cảm ơn đó, thì mình có nói là mình đã gửi đến cho họ một cái email xác nhận rồi, yêu cầu họ là xác nhận để đăng ký. Thì khi mà họ xác nhận vào nút đăng ký này á, giả sử mình nhấn vào nút đăng ký này đi, mình chọn subscribe, thì MailChimp nó sẽ tự động gửi một cái email chào mừng đến cho người đó. Email chào mừng thì có thể đó là một cái email giới thiệu, một email giới thiệu về website, một email giới thiệu về blog, một email giới thiệu về dịch vụ, một email giới thiệu về sản phẩm. Nói chung là một email giới thiệu mà nó hiện hoàn toàn tự động. Tức là khi mà họ đăng ký email, họ nhận email thì bạn có thể thiết lập làm sao đó để cho MailChimp nó gửi về cho họ một cái email tự động. Rồi coi như là mình sẽ kết nối giữa họ và mình thành một cái email. Thì đó, mình vào lại cái email đây. Đó. Như vậy là mình, sau khi mình xác nhận xong á thì MailChimp nó gửi cho mình tiếp một cái email. Ở đây là mình đã cấu hình rồi, mình đã thiết lập rồi đó. Đây là cái email mà mình muốn gửi cho họ. Trong này email mình giới thiệu về cái blog, rồi giới thiệu về một số cái nội dung khác. Thì nó thực hiện hoàn toàn tự động. Và để làm một vấn đề này thì các bạn cần phải tạo ra một cái email automation trên MailChimp. Thì để làm đó, để thực hiện như vậy thì các bạn làm cách nào? Thứ nhất là chúng ta truy cập vào MailChimp ở đây. Chúng ta truy cập vào MailChimp. Các bạn vào một campaign này, sau đó các bạn tạo campaign. Đó, các bạn tạo campaign. Các bạn chọn mục automation email. Sau đó chúng ta sẽ chọn là welcome new subscriber, tức là gửi một email chào mừng cho một cái thành viên đăng ký mới chứ nè. Ngoài ra thì các bạn có thể chọn các mục khác. Ở đây thì chọn của MailChimp. Nhưng mà nếu mà tạo email chào mừng, các bạn chọn mục này. Sau đó các bạn chọn cái, đây click mail của bạn này. Đầu tiên click mail mình đã tạo cái thương hiệu là blogging rồi, mình sẽ chọn click mail là blogging. Đó. Rồi các bạn chọn beginning. Để bắt đầu chỉnh sửa. Thì trải cái phần beginning này rồi thì nó sẽ trình bày một số cái thông tin. Thứ nhất là cái send to, tức là send, nó sẽ nói là khi một cái người nào đó mà đăng ký vào mail list của bạn á, thì nó sẽ gửi ngay lập tức. Cái thứ hai đó là cái tiêu đề, ở đây là mình sẽ chọn tiêu đề là, ở đây các bạn có thể sửa lại tiêu đề
chào mừng gì đó. Mình mở lại cái campaign mình đã tạo cho nó dễ hiểu. Đây là campaign mình đã tạo một cái email, cái đây mình edit campaign này đó. Thì cái một cái người đăng ký mới á, thì nó sẽ forward, nó sẽ gửi ngay lập tức khi mà họ đăng ký vào list mail của bạn. Và cái tiêu đề đây, các bạn for đây rồi edit lại for nha. Tiêu đề ở đây thì mình có thể sửa cái tiêu đề ở đây, bạn sửa tiêu đề ở đây, các bạn gõ tiêu đề tiếng Việt ở đây cũng được. Sau đó các bạn chọn vào mục, nếu các bạn muốn thêm biểu tượng vào thì cứ chọn mục này, chọn vào mục này đó để chọn cái biểu tượng nào mà các bạn thấy vừa ý. Rồi chúng ta có thể chỉnh sửa luôn cái giao diện. Ở đây thì có Mailchimp, nó có rất là nhiều cái giao diện mẫu cho chúng ta lựa chọn. Các bạn trở lại này, có rất nhiều cái giao diện mẫu cho chúng ta lựa chọn. Ở đây là có những cái giao diện mẫu. Nếu mà chúng ta muốn sử dụng giao diện mẫu nào thì chúng ta click vào đó và chúng ta chỉnh sửa theo cái giao diện đó thôi. Ở đây thì mình đã có một cái giao diện rồi, mình tạo ra một cái giao diện rồi nên mình không có chỉnh sửa nữa. Mình sẽ chọn cái giao diện của mình đó. Mình sẽ trở lại. Đó, là cái giao diện của mình. À, trong này thì các bạn có thể, nếu mà đối với Mailchimp thì nó cung cấp cho các bạn cái blog, các bạn có thể thiết kế nội dung bằng cách là chèn text, nó kéo qua nó viết đường về text này, viết đường nội dung này, rồi hoặc là chèn hình ảnh này chẳng hạn, và kéo qua các bạn thảo vào là bằng chèn được hình ảnh, chèn video chẳng hạn, kéo qua thảo vào là chèn được video. Đó. Sau khi các bạn viết, các bạn muốn chèn cái logo lên thì các bạn click vào logo này. Đó. Sau rồi chọn reply thôi, upload cái logo mình lên, xong rồi chúng ta lưu lại, ta save and continue. Ở mục sau khi save rồi thì nó sẽ hoàn chỉnh thế này này. Cho nếu các bạn cần, các bạn test email, gửi email ở đây, đó. Gửi email test, rồi chúng ta chọn là một resume. Ở đây mình chỉnh sửa cái comment nó có sẵn nên nó sẽ là một resume. Nếu mà các bạn không phải là chỉnh sửa, các bạn tạo mới thì nó sẽ là star, bắt đầu một cái gì comment mới. Và nó tạo ra cái tính năng automation rồi. Thì khi mà tạo ra được cái tính năng automation đó thì khi bất kể người nào người ta đăng ký nhận vào email, thì khi mà họ xác nhận vào cái list mail của chúng ta, đây họ xác nhận vào cái list mail này, email chúng ta đang đặt tên là blogging chẳng hạn, thì họ xác nhận vào click mail này thì ngay lập tức Mailchimp sẽ gửi một cái email mà chúng ta đã cài đặt từ trước đó. Đó là cái tính năng tự động của Mailchimp. Thì ngoài cái tính năng tự động của Mailchimp thì các bạn có thể tạo cái gửi email bình thường. Cái này chúng ta xóa đi. Nếu để xóa thì chúng ta chỉ cần click vào cái comment đó thôi, sau đó chúng ta chọn một delete. Đây mình xóa đi. Đó. Ngoài cái tạo tính năng automation ra thì các bạn có thể tạo thêm landing page, rồi IX comment, social bot, mọi thứ. Đó. Hoặc là các bạn tạo ra một cái comment mới hoàn toàn. Đặc biệt là chúng ta có thể là gửi email cho những cái người nào mà có trong list mail của chúng ta thôi. Chẳng hạn như là gửi thư mới đi. Đó. Chúng ta bắt đầu. Ở đây các bạn chọn là add cái địa chỉ người gửi, địa chỉ những người mà các bạn muốn gửi tới. Ở đây các bạn chọn cái mục login và toàn bộ cái. Ở đây thì cái phần mà statement này sẽ hỏi là gửi là gửi cho tất cả những cái ai, những người đó đang có trong cái list login này vậy. Hay là chọn gửi ra sao? Hay là chỉ gửi cho những người mới, hay là gửi cho những người mà đã bị đã không đăng ký, không nhận email nữa đó. Thì các bạn có thể chọn gửi, các bạn chọn gửi cho tất cả các thành viên luôn. Và sau đó các bạn chọn ở đây thì các bạn có thể chọn save. Và phần tiêu đề thì các bạn add cái tiêu đề vào. Đó.
Rồi chúng ta chọn cái icon chẳng hạn, icon ở đây. Rồi chúng ta chọn save lại. Một content thì các bạn có thể design cái email này bằng cách là chọn cái giao diện hay là các bạn chọn symbol tag. Rồi chúng ta có thể thiết kế theo dạng blog. Rồi chúng ta chọn vào giao diện này, basic trên template. Rồi các bạn có thể add logo vào ở mục này, chúng ta chèn logo ở đây. Insert. Nếu các bạn muốn thay đổi nội dung trong này thì chúng ta chỉ bằng viết vào thôi. Đó, sau đó chúng ta giả sử chúng ta xây lại. Thì trong này nếu các bạn muốn chèn cái thông tin về hyperlink chẳng hạn, hyperlink thì các bạn chèn bằng cách là hyperlink ở đây, mình copy cái địa chỉ blog vào. Chúng ta insert nó, save. Các bạn muốn chèn hình ảnh hay là chèn video gì đó thì chèn kéo vào nó vào video ở đây. Các bạn có thể upload video lên hoặc là chèn cái video giả sử như là đây mình chọn mình chọn cái video này chẳng hạn, thì mình sẽ add vào, add địa chỉ video vào. Đó, mình share lại thôi. Đó. Rồi muốn chèn một số các thông tin khác như button chẳng hạn thì kéo nó vào. Mình share lại. Rồi chúng ta chọn save, thiết kế xong rồi chúng ta chọn save close. Rồi sau đó thì các bạn có thể add thêm một số cái như social post này, nó sẽ tự động share lên Twitter, tự động share lên Facebook chẳng hạn, sau đó chúng ta gửi sang. Tính năng schedule thì nó sẽ bị giới hạn, tức là các bạn đang sử dụng tài khoản miễn phí nên nó sẽ không cho các bạn xét tính năng schedule, tức là hẹn giờ để gửi, mà chúng ta sẽ gửi ngay. Chúng ta chọn sang. Send now. Đó, thì nó thông báo là nó sẽ đã lên lịch gửi chỗ này. Đó. Các bạn có thể xem cái campaign ở đây. Và chúng ta coi thử là chúng ta nhận được thông qua email không. Đó thì chúng ta sẽ nhận, giả sử tại vì email chúng ta đã làm trong list này rồi nên chúng ta sẽ nhận được cái địa chỉ, cái thư gửi này. Đó, các bạn thấy là chúng ta đã gửi được này. Như vậy thì Mailchimp nó giúp cho chúng ta tạo được cái tính năng automation, tức là tạo một email tự động này. Cái thứ hai nữa là chúng ta có thể tạo được một cái dự án là gửi email cho tất cả những người đăng ký trong list mail này. Các bạn có thể tạo tạo thư để chúng ta gửi cho những người nào đăng ký nhận tin, nhận bài viết mới chẳng hạn. Đó, thì đây là cái Mailchimp. Đây là một công cụ về email marketing rất là nổi tiếng, đang được sử dụng khá là phổ biến tại Việt Nam cũng như là các nước là Mỹ hoặc là các nước châu Âu.